Thương hiệu guitar Baden, mã của cây đàn này là C250. Đây là một cây đàn phân khúc tầm trung của Baden với mức giá hơn 3 triệu đồng. Mọi người mới việc lựa chọn là mọi người có thể là sử dụng một cây đàn hãng. Thì nếu như mọi người muốn mua đàn Việt Nam thì đây chắc chắn sẽ là một cây đàn vô cùng tuyệt vời nếu mọi người có thể lựa chọn. Đây là một cây đàn mang thương hiệu Baden và phải nói là cây đàn này trên tay thì mọi người rất là đẹp. Đấy, mọi người có thể quan sát thì vân gỗ, viền gỗ mà ba đường giờ làm rất là đẹp. Và cây đàn này thì có hai phiên bản, trên tay Thiên Trường là một phiên bản sơn bóng cao cấp của cây C220. Ngoài ra thì mã này có một phiên bản khác nó sẽ sơn nhám nhé. Đó, và về phần thông số của cây đàn này thì Thiên Trường muốn giới thiệu với tất cả mọi người như sau. Về phần mặt tốp của cây đàn này làm bằng gỗ Sitka spruce, tức là gỗ thông đấy mọi người. Gỗ này là gỗ thịt nguyên tấm. Phần mặt hông và phần lưng của nó được làm bằng gỗ hồng đào. Tuy nhiên rằng thời gian gần đây thì hãng guitar Baden họ làm gỗ hồng đào, họ làm một cái phiên bản gỗ rất là đặc biệt như thế này. Nó đảm bảo một cái tính thẩm mỹ rất là cao và nhìn cây đàn của chúng ta cũng thiết kế hết sức là độc đáo và rất là đẹp. Đó. Phần khóa của nó thì cũng là khóa, phải nói là bộ khóa này thì rất là chắc chắn này, khóa vặn rất là êm và nó không bị cảm giác chúng ta vặn thế cấn tay hay là nó bị cứng, rất là mềm mại luôn. Và cây đàn này thì chắc chắn rồi, phía bên trong cục đàn nó sẽ có một cái lỗ để chúng ta có thể là có ti chống cong cần ấy, mọi người. Khi mà cong cần mọi người sẽ sử dụng cái ti, mọi người sẽ vặn cây đàn này chỉ cần action làm sao cho hợp lý với tay của mọi người nhé. Về cái cảm giác bấm của cây đàn này thì nó là vô cùng là mềm. Âm thanh thì sâu, ấm, phù hợp cho việc là chúng ta phải sử dụng cái đàn này chúng ta tập những thể loại nhạc như flamenco này, bolero, hoặc là mọi người có thể chơi những cái dòng nhạc cổ điển rất là hay, âm thanh rất là ấm áp. Và một cái đàn này mức giá của nó là khoảng hơn 3 triệu đồng. Một cấu hình gỗ rất là tuyệt vời và chất lượng gia công rất là đẹp. Thì mọi người nếu như có nhu cầu mua cái đàn này thì mọi người hãy inbox cho hệ thống Mỹ Thư Lần, hoặc là mọi người có thể là đặt hàng theo số điện thoại 0963108080. Và bây giờ thì video của hệ thống nhạc cụ Mỹ Thư Lần xin phép được